Theo một số thông tin, VinFast VF8 sẽ được bàn giao cho khách hàng Việt Nam vào quý 4 2022. Điều này hoàn toàn khả thi khi mới đây VF8 Eco và Plus đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Cụ thể, giấy chứng nhận chất lượng cho VinFast VF8 Eco và Plus cùng được cấp ngày 27 tháng 5 năm 2022. Về kích thước, xe có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt đạt 4.750, 1.934, 1.667mm. Chiều dài cơ sở là 2.950mm. Tuy nhiên, phiên bản Eco sẽ có trọng lượng thấp hơn là 2.540kg. Trong khi đó, bản Plus lên tới 2.600kg, nặng hơn 60kg. Cũng theo giấy chứng nhận được cấp, cả hai phiên bản sẽ có hệ dẫn động 4 bánh, cùng sử dụng pin loại lithium-ion 400V, 88,8 kWh. Loại động cơ sử dụng là động cơ điện đồng bộ 3 pha nam châm vĩnh cửu, làm mát bằng nước. Tuy sử dụng chung loại pin song công suất tối đa của hai phiên bản khác nhau. Theo đó, VinFast VF8 Eco sẽ có công suất tối đa 130kW, còn bản Plus lên tới 150kW. Bên cạnh đó, sự khác nhau trên giấy chứng nhận còn có kích thước lốp. VinFast VF8 Eco có lốp 225, 55:19 cả trước lẫn sau. Trong khi đó trên VF9, la răng lớn hơn, trang bị lốp 245, 45:20. Các trang bị của xe không thể hiện trong giấy chứng nhận. Tuy nhiên theo VinFast công bố, xe sẽ sử dụng đèn chiếu sáng, đèn ban ngày và đèn hậu LED. Bên trong, tất cả các thông số, điều khiển chức năng xe sẽ được hiển thị và thực hiện thông qua màn hình cảm ứng trung tâm, cần số điện tử dạng nút bấm. Các công nghệ hỗ trợ lái cao cấp trên xe như hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, tự động chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe, tự đỗ, hỗ trợ lái trên cao tốc,